Cậu bé tỉnh lại sau giấc mộng, phát hiện mình đã bị chôn dưới đất. Chỉ còn lại đầu là thò ra bên ngoài, bên cạnh còn có cả đàn quạ đang kiếm mồi xung quanh. Cậu bé sợ đến hồn bay phách tán. Bất kể cậu ấy có gào thét kêu gào cũng không có ai đến cứu cậu. Rốt cuộc ai đã tàn nhẫn như vậy chôn một đứa trẻ dưới đất chứ? Chuyện phải kể bắt đầu từ mấy hôm trước. Cậu bé tên Dốc Cát là người Do Thái. Thế chiến thứ hai phát xít Đức đang săn lùng và giết người Do Thái. Thế là bố mẹ cậu bé mang cậu đến vùng núi thưa thớt sống cùng với bà ngoại. Nhưng lúc này toàn bộ châu Âu họ phân biệt đối xử nặng nề với người Do Thái, vùng núi thưa thớt này cũng không ngoại lệ. Những đứa trẻ trong thôn làng thường xuyên bắt nạt Dốc Cát, thậm chí còn thiêu sống con chồn vật nuôi của cậu. Dốc Cát cũng không dám phản kháng. Chỉ biết ở trong nhà, ngoài giúp bà ngoại làm việc ra thì cũng là luyện đánh piano. Cứ thế cũng gọi là trôi qua những ngày bình yên nhất. Một đêm Dốc Cát phát hiện bà ngoại không động đậy gì, cậu lại gần xem thì phát hiện bà ngoại đã chết. Cậu ấy sợ đến nỗi chiếc đèn dầu trong tay rơi xuống, rất nhanh lửa đã lan rộng thiêu cháy cả ngôi nhà. Khi cậu ấy tỉnh lại từ nỗi đau thương, nhà đã không còn nữa rồi. Dốc Cát đành một mình đến thôn làng thì bị người ta bắt nhốt vào bao tải đánh cho một trận. Chửi cậu là ác ma, là quỷ hút máu người, bởi vì cậu thiếu mất hai chiếc răng cửa, thậm chí còn mời một phù thủy đến trừ tà. Phù thủy nói với người trong thôn quỷ hút máu đã bị thu phục rồi, cũng có thể trở thành một vật trừ tà. Thế là phù thủy bỏ tiền mua lại Dốc Cát, Dốc Cát liền cảm thấy bản thân mình đã gặp được người tốt rồi. Bắt đầu nghiêm túc làm vật trừ tà cho bà phù thủy. Mỗi ngày tìm hiểu các nghi lễ trừ tà khác nhau chữa bệnh cho người khác. Lúc đó đột nhiên một bệnh dịch xuất hiện trong thôn. Dốc Cát cũng không tránh được còn bị phát sốt cao. Bà phù thủy biết trừ tà chỉ là vật lừa người, đã chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Dốc Cát, nhưng Dốc Cát uống xong thuốc vẫn không ngừng sốt cao. Lại dùng phương pháp vật lý để chữa, chôn thân thể dưới đất để cho hạ nhiệt độ trong người xuống, còn tử tế để chừa lại cái đầu cho Dốc Cát. Đốt 4 đống lửa xung quanh phòng trừ sói hoang đến tấn công. Đợi ngày thứ hai bà đến tìm Dốc Cát đã hạ sốt, liền nhìn thấy mấy con quạ muốn ăn đầu của Dốc Cát, liền vội vàng dùng cuốc xua đuổi lũ quạ. Nhìn thấy sự vội vàng này, dường như coi Dốc Cát như cháu ruột của mình vậy. Nhưng không lâu sau, Dốc Cát đi ra ngoài câu cá. Mấy người trong thôn cho rằng cậu là quỷ hút máu. Thế là dụ cậu xuống sông, Dốc Cát bị dòng nước cuốn trôi đi, còn đứng cười điên cuồng. May thay, số Dốc Cát chưa tận cậu bám vào được một thân gỗ, trôi theo dòng nước bơi chậm về hạ lưu, được một người công nhân xay bột tốt bụng cứu lên. Thế là cậu ấy có công việc mới giúp đỡ xay bột, nhưng đáng tiếc rằng người tốt không được báo đáp. Một hôm ông chủ đang ăn tối thì nhìn thấy hai con mèo đang phát dục, liền tức giận nghi ngờ người công nhân đó ngoại tình với vợ của mình, như phát điên đánh người công nhân, thậm chí móc mắt người công nhân ấy. Dốc Cát nhìn thấy cảnh đó bị dọa sợ đến nỗi trốn bỏ đi trong đêm. Trên đường gặp phải người công nhân đó liền dừng lại, nghĩ đến ông ấy đã cứu mình một mạng, liền nhặt hai con mắt lại cho người công nhân. Nhưng Dốc Cát không thể giúp gì được hơn, bản thân cậu cũng chỉ là Bồ Tát qua sông. Trời đất rộng lớn như vậy chẳng nhẽ cậu lại không có một chỗ dung thân. Dốc Cát nghĩ trong lòng như vậy, cậu lại đi mơ hồ trong rừng mấy ngày nữa. Nhìn thấy một con ngựa bị thương, liền dắt nó ra suối cho nó uống nước. Cũng nhẹ nhàng hỏi con ngựa, mày có thể mang tao về nhà không? Sau đó thực sự lấy con ngựa còn tìm thấy một ngôi làng nhỏ. Nhưng không ngờ rằng người trong làng nhìn thấy con ngựa quay về, không có ý chữa trị vết thương cho nó mà mang nó ra trại ngựa. Cho hai con ngựa khỏe kéo chạy, chạy không được nữa có nghĩa là phải chết. Kết quả không ngoài dự đoán, Dốc Cát đã phải khóc rồi. Những người ở đây đều giống những người trong thôn khác vậy, cực kỳ ích kỷ và không có lòng thương xót. Cậu ở đây nhất định sẽ không sống nổi. Quả nhiên ngày thứ hai, người trong thôn đã trói cậu lại cho ngựa kéo đến quân trại của người Đức. Phát xít Đức cũng không nhiều lời, cho một lão binh hành quyết cậu. May sao lão binh người thực hiện hành quyết cậu là một người tốt, lén lút thả cho Dốc Cát đi. Nhưng không ngờ rằng ngày thứ hai Dốc Cát đã bị một binh sĩ Đức khác bắt được. Thế là cậu bị mang đến khu hành hình để hành quyết cùng với một ông chú nữa người Do Thái. Ông chú người Do Thái cứng đầu, phun một cục nước miếng lại tên binh sĩ liền trực tiếp bị một súng bắn chết. Dốc Cát nhìn thấy vậy, vội vàng bò qua đó lấy áo lau cho tên binh sĩ. Bởi vì sự chủ động này tên binh sĩ giữ lại cho cậu một mạng. Vừa ra khỏi khu hành hình, một vị linh mục tốt bụng liền thu nhận cậu, dẫn cậu đến làm ở trong giáo đường, dạy cậu ấy tin vào Đức Chúa Trời, lại cho cậu sống mấy ngày bình yên. Nhưng dường như Chúa Trời thích người tốt đoàn mệnh, dự cảm mình không sống được bao lâu nữa, chỉ có thể dẫn Dốc Cát đến nhờ một nhà buôn rượu nuôi giúp. Sau đó không ngoài dự kiến, nhà buôn rượu này là một tên đạo đức giả. Trước mặt vị linh mục giả bộ như người tốt bụng, nhưng đợi khi buổi tối đến, ông ta liền coi Dốc Cát như một nô lệ của mình. Hơn nữa không chỉ ban đêm phải phục vụ cho ông ta, ban ngày cũng phải cực khổ làm việc kiếm sống cho ông ta. Nếu có lỗi nhẹ thì ít nhất cũng phải bị quất vài roi, nặng thì sẽ bị treo lên cho chó giữ cắn. Thực chất đây là một cuộc sống của địa ngục. Nhưng con người không thể luôn đen đủi được.
Một hôm Jốc Cát lên núi chặt củi về, nhặt được một con dao nhỏ rất đẹp, lại phát hiện một cái lô cốt. Trong lô cốt còn có một ổ chuột lớn, thế là cậu ấy liền có một kế hoạch to gan. Hôm đó không biết cậu đã phạm phải lỗi gì, lại bị người buôn rượu trói lại trừng phạt. Cậu cố ý để lộ chiếc dao vàng đẹp đó ra, thu hút sự tò mò của lão buôn rượu. Lão buôn rượu lập tức bắt cậu dẫn đến cái lô cốt đó, tìm xem biết đâu còn có bảo vật đáng giá nào nữa. Jốc Cát dụ lão ta đến gần ổ chuột rồi ra sức chạy, khiến cho lão buôn rượu rơi vào lỗ ổ chuột. Được rồi, bây giờ có thể quay lại giáo đường tìm linh mục rồi. Sau khi cậu quay về giáo đường, chỉ nhìn thấy thi thể của vị linh mục. Trong lòng là những đau thương vô cùng, tại mất bình tĩnh, trong đám tang không chú ý, vị linh mục mới lên. Đột nhiên bắt lấy cậu, để cho các tín đồ ném cậu vào hố phân. Cuối cùng vào một ngày đông tuyết dày, Jốc Cát tìm thấy một hộ gia đình nhận nuôi mình. Người chồng đã tuổi cao sức yếu, người vợ chỉ vừa mới là thiếu nữ. Da rẻ còn có mấy phần tư sắc, Jốc Cát vừa được nhận nuôi mấy hôm. Thì người chồng đã mất, người vợ trẻ lại trở thành nữ chủ nhân của Jốc Cát. Không để cho Jốc Cát bị đói bị lạnh, điều duy nhất là bắt Jốc Cát phải phục vụ bản thân cô. Jốc Cát căn bản vẫn là một thiếu niên chưa thành niên. Phục vụ rồi phục vụ, đã động lòng với nữ chủ nhân. Nhưng không được lâu sau, nữ chủ nhân chê Jốc Cát quá non nớt rồi. Không hiểu thế nào là phụ vụ nữ nhân. Thế là mỗi ngày đều thái độ lạnh nhạt với cậu ta. Đến một ngày, nữ chủ nhân không chịu được nữa tìm niềm vui mới. Nhưng cái niềm vui mới này chính là với một con dê. Jốc Cát cảm thấy vô cùng tổn thương, ở trong rừng cây khóc một trận. Lần đầu tiên nghĩ ra một ý xấu xa, Jốc Cát liền nhân lúc đêm xuống, cắt đầu của con dê, vứt vào phòng của nữ chủ nhân. Sau đó lén lút rời khỏi nơi này, rồi không biết đã qua bao lâu, Jốc Cát ở trong rừng. Gặp được một binh sĩ Liên Xô, người lính này thấy Jốc Cát có một mình, chắc chắn là một cô nhi, liền mang cậu về quân doanh, cho cậu mặc lên quân phục của quân Liên Xô. Như vậy coi như cậu đã gia nhập vào gia đình lớn này, không phải lo lắng sợ hãi nữa. Nhưng ở trong đại gia đình này có những quy định nghiêm bắt buộc. Không được tự phép rời khỏi doanh trại, không được tự phép tiếp xúc với người trong thôn làng. Càng không được phép tiếp xúc với phụ nữ ở đây. Những quy tắc này cần Jốc Cát tuân theo, không có vấn đề gì. Đêm đó bốn người lính lén lút vào thôn làng tìm nữ nhân, bị đánh một trận quay về. Vì vậy những người đưa Jốc Cát vào doanh trại đã mất đi. Ngày thứ hai người lính lén lút rời khỏi quân doanh, dùng súng bắn tỉa trèo lên cây, muốn bắn chết người trong thôn trả thù. Tất cả điều này Jốc Cát đều ở phía sau anh ta nhìn thấy tất cả, người lính còn dạy cả cậu. Làm người nhất định phải ăn miếng trả miếng. Jốc Cát lúc này trong lòng đã có sự thay đổi lớn. Không lâu sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Jốc Cát liền từ quân doanh chuyển về viện cô nhi, nhưng trong lòng đã lạnh như băng. Bởi vì những đứa trẻ trong cô nhi viện không hề yêu thương, tương thân tương ái. Tuy đã qua những ngày tháng chiến tranh đau khổ, nhưng vẫn có những đứa trẻ xấu. Thế là nhiều lúc trốn ra khỏi viện cô nhi, nằm ở dưới đường tàu suy nghĩ đời người, hay là lên phố tấp nập. Hôm đó Jốc Cát đi qua một quầy bán đồ chơi, liền đưa tay ra cầm lên sờ một chút, chủ quầy đồ chơi liền nói cậu là đồ ăn trộm, đánh cậu ngã lăn ra đất. Jốc Cát cuối cùng cũng bộc phát, cầm lấy cây súng mà người lính đã tặng, nhân lúc chủ quầy đồ chơi về nhà. Jốc Cát liền ăn miếng trả miếng lại ông ta. Chính vào ngày thứ hai sau khi xử tên chủ quầy, bố của Jốc Cát đến viện cô nhi, nhận cậu về nhà, nhìn thấy người bố ngày đêm mong ngóng cậu, uống món canh đã từng yêu thích nhất. Trong lòng Jốc Cát cảm xúc lẫn lộn, trên miệng không nói lời nào nhưng những uất hận đều hiện lên mặt. Cậu không hiểu được tại sao bố lại không tìm cậu sớm một chút, hại cậu ấy phải cam chịu những đau khổ. Ngày thứ hai, trên xe khi đi tìm mẹ, Jốc Cát liền vô tình nhìn thấy trên tay của bố. Dãy số trong doanh trại tập trung, cậu cuối cùng cũng hiểu được. Bố cậu có thể sống sót trở về đã không hề dễ dàng gì. Bộ phim này có tên The Painted Bird, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Cái tên này được ẩn dụ cho người Do Thái giống như một con chim bị sơn lên, bởi vì màu sắc không giống mà bị phân biệt đối xử. Cũng ẩn dụ cho nam chính vốn có một trái tim đơn thuần, bị thế giới tàn nhẫn này sơn lên đủ loại màu sắc. Là bộ phim vô cùng sâu sắc, xứng đáng để xem.